mình có cuộc sống tốt tươi đẹp hơn mà mãi mãi nha. Nhau bây giờ là tiết mục review bắp. Bây giờ Nam Phi có hồi hộp không? Review bắp đi. Trời còn tình nghĩa hơn nữa. Làm cơm chay cho chị ăn. Làm gì chay? Kêu làm một ly đi xong rồi chị đút cho ai cho chị ăn. Nói chị nếu mà có tình cảm thương quá chị ha. Ăn cái này mình em quen rồi. Tại mấy anh em đi ảnh đi với em có tháng nay em quen rồi. Tháng mấy rồi? Em quen. Thấy sao chị? Ôi. Xỉu thì. Nghe nói ngon rồi, một cái muốn chết luôn vậy. Trời ơi, trời. Chị cảm nhận hương vị đi sao chị? Hương vị à? Ngon người đẹp. Ờ, gì này nó ngon mà nó cũng miếng luôn á. Bữa anh Thạch á. Dừa. Anh Thạch dừa. Thạch dừa. Ốp la đâu. Có đem một cái ly, nửa ly qua cái ăn thử. Ngon quá lấy ăn hết luôn. Nhưng mà nghe nói lấy gì anh chờ anh kia kìa. Dạ. Đủ quá, muốn chết rồi. Thì ra bây giờ mình ngồi giờ sáng rồi đưa mấy tình cảm này nè. Rồi sáng rồi sao ăn? Thằng này suốt bậy không luôn á trời ơi, trời bắt nhơn thiệt. Dễ ăn được không mà. Bước rồi nha. Ngồi sao ngồi cơ bài cái này hướng rồi. Không biết nữa. Chọc cô ba biết hài hước rồi mọi người ơi. Ủa em ăn cảm nhận cho cô ba ăn cảm nhận rồi. Mày có nhớ bắp ngon nè. Hai thương em dễ thương. Đây nè mới nói lại có chị cái này lạc thử. Dạ. Thương quá trời ơi. Vui không Thi? Thi vui hôm nay năm Thi qua vui không? Rất là vui nha. Báo không kịp, tính qua sớm nhưng báo không kịp. Mấy chị em báo không kịp. Dạ. Chỉ là tính qua sớm rồi đó. Nhưng mà báo không kịp, làm không kịp để bán á. Hay là mấy giờ tới nhà giò này mới qua á. Đông dữ lắm. Đông mà rối luôn à. Chạy rối bời luôn. Em chúc chị vô ăn cơm luôn á. Chị vô ăn gì luôn á, hay vợ chồng. Chưa ăn gì luôn. Chị vô ăn cơm luôn. Em chúc đi ăn mấy anh này nè. Mua mai bán đắt nha chị Nam Thi. Chúc chị bán đắt. Giờ anh Lam còn ở bển á, anh còn bán bển. Chồng của Nam Thi á. Chồng của Nam Thi à, còn ở lại bán tiếp. Anh nói nè, anh chiều nói chiều qua chị ba đi Thi chơi đi. Thế chị Nam Thi nói thì để bán xong thì hai vợ chồng đi luôn. Thì anh mới nói á, em cứ cuốn đi để đó anh bán cho em cứ đi chơi đi để anh lo hết. Trời ơi ghê chưa. Quá à. Đại gia chị Thi cái kiểu này ganh tị quá mình ganh tị rồi à. chị cái gì em không có chồng mà chị có chồng em ganh tị với chị rồi đó chị ơi. Đúng là người chồng của năm luôn á. Chồng á thì ở chung á nó hay nhắc nhau ấy, với lại nó không có được thoải mái, với lại người ta không có tốt đâu. Mình gây như gì người ta không có tốt, mà có chồng người ta không bao giờ tốt. Có một người nào người chồng không bao giờ tốt được. Dạ, không cái gì đi cho nó mẹ à đích không à đích không cái chồng nói chuyện rồi xong rồi đi về à đích không lại chồng nói chuyện xong rồi đi về chứ em có đích lại. Em hứa với khán giả và hứa với cái mấy anh YouTube là em không có biết mê trai. mấy anh mà lại mua bắp mà dùm cặp bắp của em là lọt vô ai là mấy anh mê lên với mấy anh về, mấy anh nhắn tin nói anh thích em quá em ơi, anh muốn nữa, anh lại mua bắp mà anh thấy em đẹp còn hơn trong YouTube nữa. Dễ thương chưa mọi người, một ngày Tây Thiên nhận được bao nhiêu tin nhắn tỏ tình như vậy? Dạ nhận được cũng nhiều. Nếu mà em ra đây em đọc cái Facebook của em á thì về có người nhắn, ra đây đọc Facebook của em có về có người nhắn nhiều. Vậy đó hả? Hai ba bốn
bữa thì 2-3 người, bữa đầu thì 7-8 người, 3-4 người, rồi dài dài thì 2-3 người, 1-2 người, một hai người có, rồi bữa nay không có nè. Này chưa đọc hay là không có? Dạ, có khi nào tò mò vô xem người ta là ai chưa? Dạ không có, không có tò mò, tại vì không có thời gian đâu, chưa tò mò. Không có thời gian để thấy hương quá, trời ơi, ăn ngon không? Các bà thường làm thiêu nha mọi người. Nóng bắp ngon, khen bắp ngon là khoái liền à. Mắc cỡ bất cười hoài lên kìa. Nên liền nó không có, không có thịt lúc không. À để bây giờ để em đi bển em lấy ly không thịt qua ha, đi chai ha. Bạn gì đổ rồi mặn cho chóng. Hả? Để thấy năm đi qua là chị vui rồi, no rồi, chị no. Chị là quá hạnh phúc rồi, quá vui rồi. Tại vì chị Nam Thi muốn đút cho chị ăn, không lẽ chị phụ lòng Nam Thi sao? Để em đi lấy cho ha. Lấy ly chai cho. À no rồi hả? Lấy năm hôm qua chị no rồi, vui lắm mà không vui đâu, vui thì vui, rất là vui, thì vui chứ lắm. Nghe hồi chiều nghe Duy Còi đang live trực tiếp phải không anh? Dạ. Cái nghe nói năm hôm qua cái nói trời ơi, trời bán biết bán chắc hết rồi, chắc hai trăm, nói chỗ nói trong lòng cái ba bán chắc hết rồi, ba mới qua thôi. Để tay nè, để ngón tay quá, để lấy ngón tay em đẹp luôn á. Bữa hổm mà thấy chị có bỏ cơm từ thiện đúng không? Dạ. Ai làm kênh từ thiện nha? Không. Em ngoài nghe. Đang rồi. Trang Thi. Trang Thi. Trang Thi. Em chưa. Làm thiện mới. Nếu mà có dịp á, nếu mà có dịp đợt sau chị đi làm từ thiện á, thì mời chị Nam Thi qua mình. Được không? Hay ý kiến được gì vậy? Ok ha. Các bà cô Nam Thi luôn, Nam Thi là bán từ hồi chiều tới giờ luôn, không ăn gì luôn. Đứng không, chạy ngược, chạy xuôi, chạy lung tung. Chịu không nổi. Thế là mấy chị em là nướng trước rồi ha, đem ra cái lò là nướng trước rồi đó. Đây là nay có cái lò bự á, nướng trước rồi. Tây Thi nè, có kinh nghiệm gì về việc nói chuyện với YouTuber hay là cái lúc mà đông khách mới đầu á thì làm sao để mình sắp xếp công việc cho nó tốt nè, chia sẻ với Nam Thi. Cái công việc của mấy anh YouTuber á là có khi mình đi, có khi mấy anh YouTuber đi lại, mà cái công việc của mấy anh YouTuber á là đi cái mấy cái công việc đó là mấy anh YouTuber là đi làm để cho mình có một cái công việc để mình đi làm á, thì trong một công việc đó cũng có một anh không có một cũng như là hiệu quả, như là không biết như chị không, như là có một anh nói chung là mấy anh đó đi lại hỏi gì thì chị thấy dễ thương quá, thì chị chỉ cứ trả lời cho mấy anh đó nghe. Nếu mà mấy anh đó hỏi mà chị thấy không dễ thương đi, chị có thể là chị mỉm cười. Em nhầm khi em bị mấy như vậy, em bị hoài. Em nhầm khi em bị quạo, em bị lọt vô dòng hình lò, lọt vô dòng trong đó chị ơi. Nay chị đi nói chuyện với người cưng quá à. Nếu mà mấy anh YouTube mà trong cái thời gian chị mà đang bán đông đi, mấy anh YouTube lại mà có hỏi chị á, thì mình có đông cách mấy thì mình cũng vẫn vui cười nè. Nhưng mà làm cái công việc của em á thì nó rất là mệt, nó mệt dữ lắm rồi luôn á, mà nó em cũng vẫn cười, ngồi cái cười hoài, ngồi nó đau hàm, cười hoài ngồi đau hàm thiệt luôn á. Mỗi lần con Kim đưa cái máy ảnh ra đưa like trực tiếp, phải cười, cái cười giống như gian như là thần tượng vậy đó. Cái cười hoài ai mà đưa trực tiếp vô phải cười vậy á. Còn mấy anh mà quay YouTube là chú ấy cười vui lên đâu, bán mà càng bán cực khổ, mình càng có tiền nên mình phải cái vui lên, mình vì cuộc sống mà mẹ chị ở trên đây ở dưới chị bán, mình vì cuộc sống mà cái chị bán, cái như cái chị gửi tiền cho mẹ chị, chị lo cho mẹ chị, lo cho gia đình. Lúc đó làm công nhân thì là vừa nói cho mẹ hết. Lúc mà bị không lên tới giờ
mấy tháng nay là không có gọi. À, em á thì em bán cái này nè, thì hai chị em chia mà lời đó thì cũng ít lắm chứ không có lời nhiều. Em nói thật là không có được nhiều, tại vì thời chuyện qua với họ lắm á, là lời được có một đứa lời được có 750.000 à. Mà hai chị em một đứa lời được có 750.000 à. Nên lời ít, có bữa thì là được 1.000.000, có đứa là được 1.000.000, có bữa thì đứa là được có 750.000. Cái em mới nói chị hai á là không biết nói làm sao giờ luôn á. Nói em thề với hai bàn tay với ông trời là bữa trước là em lời được hai đứa là lời được có 750.000 thôi. Tiền đó mới là tiền công. Nên chị phải gắng tiếp xúc với mình YouTube nè, nói chuyện với bên YouTube nè. Có anh thì hỏi nhiều, và có anh thì không hỏi gì, không hỏi mà lại quay không. Có anh đó thì có anh đó thì dễ thương, có anh thì đẹp trai, mà đừng có điểm anh YouTube bỏ chồng tội nghiệp anh chồng. Hôm nay bà nói chuyện rất là ghê luôn. Để anh Duy rồi cái bỏ chồng rồi sao mà rồi. Là... dễ nhiều chị. Anh nói Duy chở qua nè. Vì sao muốn làm gì em chở quà hả? Làm kêu dạ. Chồng kêu chở rồi em xin phép rồi. Anh thấy bên YouTube đi lại rồi quay ở trong nhà, như trong nhà đi, nếu mà mình có thiệt có tiền thì mình sẽ vô, nếu mà anh ấy không tiền thì mình mỉm cười, mình có thể từ chối mà nhẹ thôi. Nó công chuyện nhà em làm chuyện xong nên cũng cho vô lượng. Còn nếu như mà một anh YouTube này vô nhà thì mình cũng phải làm ở trong nhà mình cho sạch sẽ hết trơn, thì nó quá gấp, nó rất là mệt, nó mệt đuối với đánh đuối. Nên chị có thể là từ chối mấy cái đó, em có trải qua nhiều lần lắm rồi. Thì kinh nghiệm xử lý truyền thông hay quá. Kinh nghiệm hay rồi chị, em có kinh nghiệm lắm. Tại vì mỗi lần mà mấy anh YouTube mà mấy anh nguyên lại vô nhà phải không, là em thức tới 4 giờ sáng em dọn nhà cửa. Em thức tới 4 giờ sáng em dọn nhà cửa, 6 giờ sáng em thức dậy em nhăn niệm rồi, bắt đầu để quay. Bắt đầu mấy kênh, bắt đầu mấy kênh đi cái mặt lớn rồi. Chịu ra đi bán mặt gì không đó. Mắt ngủ. Cái mấy anh YouTube trong khi thời gian em thấy thời gian em ngọt mắt nha. Mấy cái bắt đầu cái em nhầm ra mấy anh YouTube anh không hỏi thì không có cái gì để trên YouTube để đăng lên. Nếu mà mấy anh YouTube mấy anh đi làm cái công việc của ảnh là mấy anh đi làm YouTube để đi kiếm sống cho lộn em, để cho có kinh quý hàng tháng. Mà em nghĩ em về em sẽ nghỉ hoài, nghỉ tháng mấy nay em nghỉ hàng ngày nghỉ sao nghỉ hết trơn luôn. Bên YouTube là đi kiếm hàng tháng, giống như anh Duy Sài Gòn Go 24 giờ. Anh hồi sáng nhắn tin cho anh đó, anh ơi anh sao lúc này em thấy anh nói với em là anh đi chạy gáp rồi. Trời ơi nghe một cái phải anh Quy Sài Gòn 24 giờ chứ không phải là Sài Gòn Go. Anh Quy Sài Gòn 24 giờ. Nói chị ra chị gáp rồi, cái em mới nói trời ơi trời sao anh chạy gáp giờ anh không có còn quay nữa hả. Nói anh Quy đánh đi bằng cái tâm, có người ta đi bằng cái tâm á thì mình được hạnh phúc hơn. Như thiệt em thấy mấy anh YouTube mà đi bằng cái tâm á thì mình đi được hạnh phúc hơn, mình có thể là mình hạnh phúc hơn, mình có thể thoải mái hơn. Còn mấy anh YouTube mà thương mình á thì mình có thể mình thoải mái hơn như vậy á. Nên em rất là thương các anh YouTube cũ của em nhớ mấy anh YouTube cũ của em đã giúp đỡ em qua bây giờ. Ủa nghe là chị sao chị nói mà chị thành thật không vậy? Không biết cái chị thấy nó thành thật cái gì hả? Nói mà chị kìa. Ở đây bao nhiêu máy quay nha, chị là thích thật nha. Mấy anh YouTube đi làm cái kinh quý hàng tháng thì mấy họ lại hỏi mình, nếu mà mình không trả lời thì đi về đâu có gì để đăng lên. Thì mong quý vị khán giả mà mong mấy anh chị ruột thông cảm bỏ qua dùm cho mấy anh YouTuber
mấy anh YouTuber đi lại hỏi là có vấn đề, nếu mà mấy anh vậy thôi đi lại mà cầm cái máy quay quay như vậy không mà về đăng lên thì đâu có biết cái chuyện gì đâu. Hay quá, hay quá, chuyên nghiệp quá, rất là hay luôn. Như vậy cầm máy quay quay không mà đăng lên thì đâu không có biết cái chuyện gì để coi á, không có nói gì hết, không hỏi. Nếu mà anh không hỏi em thì em cũng đâu có trả lời, nếu mà em trả lời không em cũng đâu biết gì em trả lời đâu. Em suy nghĩ như vậy, cái mong quý vị khán giả và mong mấy anh cô chú anh chị ruột thông cảm dùm cho mấy anh YouTuber và tất cả các anh YouTuber khác nữa, để trong khi thời gian có trong thời gian bận rộn buôn bán thì ảnh có hỏi thì mấy anh cô chú anh chị có thể vui vẻ trả lời với ảnh, rồi mong mấy khán giả vui lòng thương ảnh và đăng ký kênh của ảnh, bấm vô đăng ký kênh của ảnh, like về trên Facebook. Em mong muốn cho mấy anh YouTuber có một cái sự gắn bó với tình yêu thương tới mọi người nhiều hơn. Hay lắm. Wow. Giờ chuyên nghiệp với trời rất là nhiều nha. Em chỉ tại vì suy nghĩ muốn chết luôn á. Mỗi ngày mỗi suy nghĩ nó là sao vậy ta? Có sao mà anh YouTuber anh lại hỏi mình nhiều, còn YouTuber anh lại bỏ mình ra thì anh có duyên bên giúp nó ba cái thì anh lại như vậy đó. Nhầm khi em trả lời không có nổi, nhầm khi mấy anh YouTuber lạ cái em trả lời không có được á, cái em buồn. Cái nếu mà buồn như vậy, em nghĩ nếu mà buồn thì anh về anh đâu có dễ đăng lên đâu ta. Cái bắt buộc nói ra YouTuber mọi người ơi, rất là dễ thương. Bởi cái bài nói này là chuẩn bị để dành cho tất cả các anh YouTuber đó. Bà suy nghĩ mấy năm rồi. Suy nghĩ muốn chết luôn. Thì suy nghĩ cái này lâu chứ chị? Hả, lâu rồi. Nhưng mà để mấy YouTuber quay một lượt một rồi mới nói luôn. Dạ, cảm ơn chị ruột nhiều nha chị ruột ơi. Mong cô chú anh chị thương mấy anh YouTuber, đừng có nhắn tin cho mấy YouTuber hỏi nhiều quá. Thì em suy nghĩ là mấy anh YouTuber thì có đi lại thì mình có đông quá đó, mấy anh YouTuber có lại hỏi thì chị có thể là trả lời trong một thời gian ngắn gọn, hoặc là mấy anh YouTuber có dễ thương nhất hết trơn luôn á, có lại họ quay mình rồi cái vụ cũng không hỏi mình nữa, có anh nhầm anh lại quay mà không hỏi, có anh thì hỏi mình liên tục thì mình cũng nên đừng có quạo. Mấy ông để cho tao nói chuyện với mấy ông cười hoài à. Có mấy anh á thì lại hỏi mình nhiều quá thì mình đừng có quạo. Tại trong thời gian mình bận rộn, mình tại vì chưa có biết cái cảnh đó. Có lúc trước cái cảnh đó thì em cũng đâu có quạo đâu. Từ anh đi lại em cũng đâu quạo đâu. Từ mấy anh cũng có biết ập lại cái đầu em mới hỏi bắt chợt á. Hỏi bắt chợt á. Cái nên em có từ em quen dần luôn á. Em quen. Từ ông trạm thương thì với mình có một sống tốt tươi đẹp hơn mà mấy bạn nha. Bây giờ chị có gì chị nói với khán giả với cô chú anh chị ruột đi. Tôi nói đại đi. Vậy nói với mình YouTuber mình nói theo cái câu chị đi anh chị ruột luôn ơi. Hai người dễ thương mà. Nói với anh chị ruột ơi. Mấy anh chị ruột. Mấy chị ruột có thương tình mà ghé lại ủng hộ cho mấy chị em của em như bắp nướng Tây Thi cô ba nè, Đông Thi nè, Tâm Thi nè, Nam Thi bán bò lá lốt nè. Mấy anh cô chú anh chị ruột ơi, mấy anh chị ruột có thương tình và ủng hộ cho mấy chị em của em mà có đợi lâu quá, mấy anh chị ruột nhớ thông cảm bỏ qua dùm cho mấy chị em của em nghe. Em cảm ơn mấy anh chị ruột rất là nhiều nghe. Rồi, cảm ơn Tây Thi nhiều nha. Hãy tiếp tục tâm sự đi nha. Xử lý truyền thông rồi quá ok rồi, cái gì rồi đó. Rồi, cảm ơn hai chị em nha. Cảm ơn rất là nhiều.